Còn chào bạn nha. Sáng giờ đi thăm bãi không có gì chứ bạn ơi. Tính về cái tự nhiên cái gặp ổ nó mối quá trời khủng luôn nha các bạn. Này là những cái mối nha các bạn. Nè. Ăn dài dài tới dưới kia luôn các bạn. Còn dưới nữa, dưới những nhiều lắm nha các bạn. Để chặt sẵn cái cây nè. Để mình nhổ cho các bạn xem nè. Nè, ăn dài dài tới dưới này luôn các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. Nấm vừa nở không các bạn, có nấm búp nữa kìa. Còn một ổ nữa các bạn. Ổ nữa dưới này nè. Dữ lắm luôn các bạn ơi, ham luôn. Mình cũng vô tình mình gặp thôi. Đây các bạn, ổ này nó mọc ở trong này nè. Đó, trong đó đó các bạn, bên kia nữa kìa. Dữ lắm luôn nha các bạn, nguyên khu vực này luôn. Rồi, để gặp những nhổ cho các bạn xem ha. Hết biết rồi các bạn ơi, vô rồi. Tiên Lộc Nguyễn hái nấm mối mà nhiều như thế này nha. Nhiều lắm các bạn, là nấm búp các bạn. Này, nấm búp các bạn. Bạn thấy nấm búp này ha. Nè. Ôi, nó búp nhấp trên này bạn ơi, quá trời ngon luôn. Nè, nó búp nè bạn. Nó còn dưới đất chưa có lên hết nè bạn. Dịp lắm luôn. Sâu quá, trứng sâu quá bạn ơi. Nè. Quá trời luôn. Nó vô rồi. Còn nè các bạn, nó mới nè các bạn, nó búp nè, ngon ghê không? Hôm nay toàn mình nhổ nấm ấy không à, nấm trứng ngỗng với lại nấm trứng gà không các bạn. Bữa nay mới được nhổ nấm nấm mới nè, nấm mới đây bắt đầu mọc rồi nè các bạn. Này, cái này là nở nè các bạn, thấy không? Nở nè, này nó búp đâu các bạn. Ôi quá rồi, nhiều lắm các bạn ơi. Múc nở gì bà ta làm bình luôn. Quá trời luôn các bạn ơi. Vô bánh này. Nấm nở nè các bạn, mình vẫn ăn được nấm nở, mình ăn được bình thường nha các bạn. Nấm búp nè, cồ gãy rồi, sâu quá bạn ơi, quá trời sâu à. Các bạn hết biết nhiều lắm mà còn dài dài dưới luôn, nở nó bực lộn xộn nhiều lắm. Má trời đã bạn ơi, vô bữa nay vô rồi bạn. Ăn sâu quá sâu. Trời đã. Thù lắm rồi bạn. Nhổ tay nhổ không lên. Nó nại mới được. Dưới bồn thang mà nhổ tay nhổ không có lên nữa bạn. Nó nại gì nhổ nó mới lên nè. Quá trời đã các bạn. Ô vô rồi
nhiều lắm luôn các bạn ơi. Nào giờ mình thấy mình mới thấy nấm mối nhiều cái gì nha. Nào giờ mình nhổ ít không có nhiều các bạn. Có cần mình Nam quê hương nó nhỏ nấm mối nhiều, mình nhổ ít chứ không có nhiều các bạn ơi. Cái này gặp quá là khủng rồi, nhẹ để nó gãy các bạn. Còn đâu nấm hay nấm đâu đây nè các bạn, nguyên mọc nguyên khu vực này luôn các bạn. Đây rồi anh thấy cái nấm nấm bứt cái kêu rồi. Búp không nè các bạn. Ok, nó búp bệnh nữa kìa. Búp có nở có nha các bạn. Nở cái nguyên khu vực này luôn nha. Nè. Búp mới mà nở nè các bạn. Ngon ghê không? Xong rồi trời ơi, nó búp nữa nè. À, nó búp ngon ghê các bạn. Đã ổ nấm mối này cây không bự không, gọn 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 thôi chứ không bự hơn các bạn. Chặt cái cây khác đi, mới có xíu mở cây này ta à đây. Nấm mối mà nó mới nở mình vẫn ăn được các bạn. Chỗ nào đất tốt thì nó mọc cái bự nữa các bạn, còn cái nào chỗ nào đất không tốt thì mọc cái nhỏ. Nè, nó búp quá trời luôn các bạn. Rồi đầu nữa nằm lộn lộn đá nắm cái sức đầu.
ngon luôn các bạn ơi. Quá nguyên khu này luôn các bạn. Đổ hết này cũng hơi nhiều nha các bạn. Mấy ký đó. Có hai chỗ đó. Còn ổ dưới kia nữa. Quá trời đất. Cứng các bạn ở trên đồi gò đá nè. Quá trời. Nấm nó ngon thiệt. Đất này hơi cứng nha các bạn. Đây nè các bạn. Còn đây các bạn ơi, quá luôn. Đức đây nữa các bạn ơi, nó bốc nào bạn này, ngon ghê không, ngồi đá các bạn ơi. Em bỏ vô các bạn. Nghe thôi đang nhổ nha. Rồi thôi. Quá trời khủng. Qua một vật nè. Còn nữa các bạn chưa hết à, mình nhổ cũng mới con chỗ thôi các bạn. Chặt cái cây giặt cây cho nhanh nhọn vừa nhổ mới được các bạn. Đây để xuống cái này được bạn. Dòng thứ còn nữa không các bạn, khu này nó mọc rồi, mọc nhiều lắm luôn á. Đây cái dưới này nè các bạn, để anh thấy dưới này mọc lớn lắm nè. Gặm này nè các bạn ơi. Kêu hết rồi. Kêu người ta. Quá trời tiếng rồi. À, trên kia kìa các bạn ơi. Nấm này hay nở nè các bạn, nhổ vàng được ngon lắm bạn. Quá trời, nấm mới nở nè các bạn.
hết biết rồi con ơi. Cứng quá. Ui, hai cây bự nữa bạn. Còn có còn nữa không các bạn? Quá trình nhiều luôn, bà ơi, mở nằm ở trong bụi lên gặm lên kìa, xuống dưới mới được rồi, xuống dưới nhổ dài lên luôn, bỏ vô đi xuống dưới nhổ dài lên cho các bạn xem nha. Cái cạn nó ok rồi. Dưới mình nhổ dài lên cho các bạn xem. Khu vực này mà cũng có nấm mối nữa nha các bạn. Khu vực này năm rồi mình đi nhiều lắm. Trong nấm mọc hôm nay sao nó mọc nấm mối nè. Quá bạn ơi, quá trời trong mùi lầm cảm ơi. Ăn của nấm thì sao mệt quá bạn. Chưa động nấm xa, xa dữ rồi. Chắc là nó mới các bạn. Đây là dài lên trên đó luôn rồi các bạn. Đó khủng không? Nhưng ở có đúng búp có. Mẹ đẻ tới lớn hai nấm mối bữa nay nhiều nè bạn. Đó luôn rồi bạn, thật biết không? Này nó bút lên nè bạn, bút chưa nở nè, nó nở viên nó bút viên nè bạn, nghe không? Nó bút nè, này nó bút lúc dưới nè, còn ghê không? Trời ơi, đứt luôn các bạn ơi, sáng không nổi rồi. Nó chạy đất cứng á. Đất cứng quá trời cứng luôn bạn. Không nổi.
anh Đông miền Nam quê hương, kênh miền Nam quê hương á, anh nhổ là anh nhổ ở trên rừng cao su cho nên rất dễ nhổ. Còn mình chăn bơm mình nhổ trên đồi đá thì không hoàn toàn, nên cái nấm mối khó nhổ, mà cái nấm mối nó cũng không có được bao nhiêu nấm mối người ta. Và nấm búp này ngon ghê không? Quá trời vô bạn ơi, rồi đứt luôn rồi, bể bạn, ngẫu quá, nhóc chơi luôn bạn. Quá trời ngon bạn ơi. Lên đất nha các bạn, cứng quá. À, đất luôn các bạn. Nó chạy nhiều luôn. Cái ca ga mình có dính đầy luôn rồi. Nó cũng mỗi lần không. Vô gì tê. Các bạn ngon ghê không các bạn? Búp có này nha các bạn. Búp này mới lú lú như chị chừng nào quạt nè, mới lú lú chừng này, nhấp chân này. Nói chung là búp cũng có mà nở cũng có đó nha. Kẹt nữa nha các bạn. Kẹt nữa. Quá muộn đi dao sắn hết biến các bạn. Nhặt cái lấy dao sắn này. Nghe nó cậy gì á, cho nên mình không có lấy dao sắn. Nấp nè các bạn. Dài trên này à, dài ghê không bạn, bút nhấp hết trơn luôn bạn. Xuống mặt thật các bạn, vô à.
không bóp nó hả bạn. Trời bẻ nè. Này tôi nó bóp nè bạn. Chưa đã. Đây nè. Cùi đầu luôn. Nè bạn. Thôi ơi nó mệt. Quá. Mình đi kiếm tép còn còn nữa nha. Để giờ được một bao nè bạn ơi. Trời. Thon ghê ha. Có nở có nha các bạn. Này. Một ổ mà như các bạn. Đây là miếng chín nữa. Có là miếng thì quay bạn xem nha. Mình muốn kết thúc video đây ha. Nếu mà có là cũng sẽ quay cho bạn xem. Chỗ này là cũng cây trẻ quá bạn ơi. Tại vì cũng sáng giờ đi ra. Nó từng 27 rồi thăm đi rắn thăm đủ hết trơn á. Cho nên trễ. Khu này có rồi chắc trong vòng cái đồi này thế nào cũng có nữa nha các bạn. Rồi Lộc Nguyễn kết thúc video đây nha. Chúc cả nhà, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.